Thanh nhà chào cả nhà, Thanh nhà chào cả nhà, chúc cả nhà bữa tối vui vẻ. Tại nay Thanh nhà sửa với anh H310 M nên chia sẻ anh em cái thật và cả nhà xem. Cái men này á nó không kích được. Mình thử tháo muốn nguồn quờ co của 12 pin này mình tháo rồi. Do thợ trước làm á, cái tụ nó gắn ngược, cứu cái xuất hình á, cổng Vega với IDE á, mà tự nhiên đóng xuống ngược tụ nè, nó chạm. Giờ mình xây tụ lại rồi, mình vệ sinh cái hai cái chân IC xong, tụ xong, mình kiểm tra cái đủ won, đủ áp của bao 5V dây xanh nè. Với 3V chip kích thì mình hấp thử cho cả nhà hấp cây men nó chạy. Chip này mình để đây, mình để mình đun nóng luôn nha, chứ không có hư hao gì hết nha cả nhà. Thì khởi động máy nha. Thời gian chờ thì mình chia sẻ dòng H310 thì chạy được gen 678 nha cả nhà, i3 i5 i7 đều được hết, dòng 678 thì bên Thanh Nhàn thì địa chỉ 44 đường 29 phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thu mua thanh lý nét, dự thanh lý văn phòng, máy tính, máy in, laptop, HP K5 29 1020, tất cả các dòng, mua phế liệu, máy điện thoại hư cư cảm, rồi mình hấp nóng nhiệt độ cỡ này là được cả nhà, 28 là được. Mình tắt máy, trời nguội thì mình tắt. Cảm ơn cả nhà xem video. Test cho cả nhà xem thành công rồi cả nhà. Để mình gắn tạm nên mình để lên thùng xốp. Cái bàn làm việc thì nó dính con dính đồ nhiều quá. Cách thành công rồi cả nhà, cách được. Và quay ha, thành công 310 này. Điện thoại mình nhận sửa chữa là 0937316135 mít nhẹ. Cảm ơn cả nhà xem video, cảm ơn nhiều.